Xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì anh em mình lại tiếp tục quay trở lại đây để truyền tải những cái hình ảnh tiến độ cập nhật liên tục cái tiến độ nhà của anh Vừa. Thì như các cái thước phim trước thì mọi người cũng đã được xem rồi và anh em mình cũng có chia sẻ, thì cũng rất là mừng là cho đến hôm nay thì Tam Giác Mạch lại nhận được thêm một cái khoản tiền nữa của cô Jenny Lau gửi ngày 18 tháng 12 là 11 triệu. Thì cũng rất là mừng. Thì cũng tương tự như nhà chị Sùng, anh em mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện phần mái thì cũng sẽ lập bằng tôn lạnh để làm sao đảm bảo nhất, bởi vì khu vực vùng cao thì thường thường là nó hay có cái mưa đá, nên đâm ra là anh em mình cố gắng là lập cái tôn lạnh. Thứ hai là mùa hè nó sẽ được mát hơn cho anh Vừa. Những cái chia sẻ của anh em mình ấy thì từ đầu đã nói rồi là cũng phụ thuộc vào cái nguồn tài chính thôi. Thì trong suốt quá trình liên hình ấy, anh em mình lại tiếp tục nhận được những cái khoản tiền thì cũng thật sự rất là mừng. Thì cho đến thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn có thể tiếp tục được hoàn thiện hơn nữa. Giả sử như là cái phần gạch lát thì anh em mình hiện tại cũng chưa có kinh phí. Nếu như mà quý cô anh chị nào có xem được mà muốn tài trợ về kinh phí cho gia đình anh Vừa, thì với cái gạch lát bình thường anh em mình lát cho nhà chị Sùng ấy, thì cái số tiền gạch nó chỉ hết khoảng 6 triệu thôi. Đấy là tùy vào cái sự biến động của giá cả thị trường. Còn công anh em thợ nữa thì cũng sẽ bao gồm. Đó. Nếu như mà có nhận được cái sự ủng hộ của quý cô anh chị thêm phần tài chính để vào phần lát nữa thì nhà anh Vừa cũng sẽ được hoàn thiện đẹp đẽ hơn. Ở ngoài ra, các bóp như thế năm cho ạ, khăm từ năm cho mô. Còn mấy bếp cơn này rìu tàu mô, lao cho chú bè mô. Ồ, cơn gà. Con rê cơn mà hắn không? Alo. Nè. Nó xả. Không biết là cái té mà cứ như đấy. Sao đó là gì? Nó ham ăn tàu một xăm bóng đá luôn. TV nè. Cái bám mà thế thôi. TV đang hết chào mừng cả. TV thì nó đăng ký mà ngày hai cái thoải mái xăm mà. Nghe sung nè. Vuốt tay vuốt chân nó xít như này vào. Mau chọn chế chút có cách như gì. Số này xem là anh Vừa làm gì rồi. Pít, người ai làm gì? Ôi giời. Chết rồi.
Đó, kia, 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 lự. Ui. Nó đang phục của tôi à? Mất thế à? Ui, ui. Lao chỉ mất tảnh đó là... Ủa nó thì là lâu. Ủa lâu, ủa lâu. Nước thì hơi chục luôn, thoải mái không? To, to, cái gì to đó? Ô, thế này à? Ui dồi. Anh vừa kê cái gì lên chỗ, cái chỗ kia cho xe nào đỡ đập vào. Không thì cào đất đất vào một tí, không mỗi lần đi qua kêu pực 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 cái này, cái vành nó xe nó hỏng á. Cái này xong mà. Đó, ủa. Đập lọ, đập lọ, đập lọ, đập đập mấy cái gạch đó. Chủ đất vừa tỉ mỉ. Lọ, ủa lọ, ủa lọ. Lấy thêm một tí bò lên ư. Như là phải ăn ra mũ. Sung. Nó này, nó này à. Có à, mày cho tao một chồng cho bố thứ chi mà phe. Nó lau bọt đỉnh đủ. Mai là thì lau vừa pư pư bên này hay pư bên này? Pư hòn này. Pư hòn này à? Tôi biết tôi nhỏ là pư tôi nhỏ với. Tôi biết nhỏ với lại po là pư bên này. Bà là ngủ bên này. Hai vợ chồng anh vừa. Và con là ngủ bên này. Yeah.
lấy à. Đây đây thì tốt. Nếu mà từ đây là đúng. Nếu mà nó bị cao quá thì chuẩn một tít. Đẩy xe có đỉnh ơi. To mắt thì là nhà của Tì Lau này là ở ở tận đâu? À? Nhà của Tì Lau này là ở tận đâu? Nhà sống với sống Tùng Tỉnh ấy. Tùng Tỉnh à? Bỉa, Bỉa Đồng Ba, em in. Tùng Tỉnh. Tùng Tỉnh là làm việc bên này à? À sống xuống dưới này à? Bỉa đấy, Bỉa Đồng Ba, em in. À ngay ngay đấy à? À. Ui giời. Đây là em trai á, đúng không? Anh của em. Là anh trai đấy. Hai anh em. Dưới có đất nhiều không? Đất nhiều đấy. Em thấy là hôm nào anh trai của anh Vư cũng phải giúp nhá. Hàn mái này. Tỉnh nè. Hàn tao tao. Hàn sắp đây. Lúc mày mềm mà hát tao, lúc mày nó lo mà hát tao. Ờ. Lúc mày tao mà. Lúc mày bánh chia mà hát tao, lúc mày là chốt chia mà hát. Cho nên mà không nên về cứ làm nên tàu. Cho nên mà ua ua tay mà họ lo nào thích lo chứ. Dạ dạ. Ờ. Thấy thấy liền. Thấy vậy. Thôi láng một phát là xong. Xem với anh em thợ làm đâu rồi. Đi xóm phải á? Đi xóm á. Nhìn nó thốt thì nó cần tưa lê đấy. Nè, tôi đoán là con đưa sọc phải mà. Khó ngã, sọc phải biết không? Chị cũng mà. Ồ. Lắng lên đúng không? Đang đửa đấy. Một tuần nữa. Thank you.
đấy đấy thôi, mái thôi. Phân là đẹp rồi nhỉ. Đâu, anh thắt tà lý cho người ta cao. Chưa, chưa bao nhiêu? Rồi căng, căng thế là luôn. Căng đi, căng. 50 mà. 50 giá gì mà. Đồng chí nào? Đồng chí? Ừ. Dâu từ bó nữa từ là... Từ bó. Nó bỏ 20 chảo á. Cầm tù lớp tàu hắn tàu giống. Tàu gì trắng? Tàu ơi! Tàu thế? Tàu ơi! Tàu ơi! Tàu ơi! Lâu lâu đơn rượu mang đi rồi đúng không? Ôi trời ơi, không có gì cao su à? Đây cao su, đi đâu thế rồi? Bên kia, bên kia có mà. Ok, chỗ đóng ok đi. Cái này, này, này. Đấy. Quá. Đó, to to mà. Có bỏ. Bỏ ra, bỏ ra. Nó vẫn về một xe nữa mà.
Dạ, ua hôm nay họ lìa tỏ nó to thế. Ô, thì dùng hỏa lâu. Lìa con to quá. Vậy biết cua biên trẻ. Quay nó để ghê của mình ăn TV đâu. Nó mô đi. Mô ra cái này mà. Trời ơi, dự hắn ta tập tốc, tập tốc, thêm lên tối rồi đấy. Quá sướng nhỉ. Mình nhiều cân này mà, bao giờ tốn mới phải ạ. Chết mẹ, chết mẹ rồi. Nhưng mà chắc là mẹ có gì đó. Tình không cắn nhỉ. Mình thấy mẹ cũng hơn, mình vét rồi đấy. Cảm giác tần hồn lồng cây đến nít hô tạp hoặc là bây giờ rìu hơn rìu hơn bắt đầu ngoài chả mấy máy xịt bắt đầu phun vào luôn xong là tán luôn xoa luôn. Nó phá đi mà. Nó vét từng ít một, không cho rơi hạt cát nào. Chờ rơi vâng. Cửa sổ ấy. Ừ, ô cửa sổ nhỉ. Đây cả con loi à. Cô mới bền đi, đi ra các quốc. Cái gì vậy? Nó chốt kỷ niệm mẹ phân chỉ quang lượt lái của mấy kì. Chắc phải lượt lái à. Tốt quá. Thưởng 500.000 đi bố. Muốn thưởng quá. Vừa nói vừa làm luôn. Nói là thực hiện. Con nói là thực hiện tí. Có bóng đá thì có thể thao tí chứ. Năm trăm thể thao quốc gia đi. Năm thể thao địa phương.
ăn cua mới xin cái bia bố. Cái bia như mi tông gan. Đồng cao cán khéo mô. Hấp dẫn trong bước đầu mình đang tốt rồi này. Hiệp quá. Ừ, chú ra hậu nghe thì là cứ đi lát đi. Ba tay bốn rồi. Này mình mong ngon nè. Quả lão ao ra lão đưa cũng cái đỉnh. Quán nó thì là cục ra hiếp. Nó được một cái cúng nhật sắp lâu. Đúng, chỉ lái lộ. Chị chát mà. Dạ thì... Hả? Dạ thì... Ờ, con rắn nhìn có bỏ lê thì lại. Đó, cái này đọc, nó quạt xuống chảy thịt luôn. Cái lòng cuốn nó mới nhiều. Trong đó thì ăn, ăn thì ít là ít nhiều. Ăn rồi. Bác cô biết đâu. Tâm là cô ở trong quê, cô đã không biết tập cửa của nó đâu.